em về đây. Mọi người đi chơi đi. Xước túi rồi, túi bị xước rồi. Mua túi mới đây. Ở đây. Em đi đâu em đẹp trai không? Em ngủ qua ngủ đây. Có ai có cái ghim giấy hoặc là cái kẹp tăm ấy mọi người. Kẹp tăm ấy. Rất tiếc là không. Làm gì? Cho anh một vàng. Mọi người ơi, follow em cho em được 300k follow đi mọi người, sắp được rồi nè. Về nhà. Bấy mồm đi. Tôi biết nó rơi đâu. Kẹp tăm sao mà ghim được? Cái ghim giấy mới là kẹp tăm ghim được. Cảm ơn anh Đinh Tiến Nhật, cảm ơn anh. Ghim thế này. Nạp một lần duy nhất thôi. Cảm ơn anh Tiến Nhật. Không biết gì cái cảm ơn anh nhá. Mồm. Anh có thể test cái gì quà mới cho em được không? Đéo. Đéo ai dành. Nóng quá. Không, tao nghĩ tao xin anh Nhật sẽ cho. Đéo cho. Mày không cho kệ mày. Ừ. Quay chị Linh đi đây. Cảm ơn anh. Đấy, mày thấy chưa? Thấy mới chưa? Nè. Ê, ui. Cảm ơn anh. Nó cảm ơn được cái nó cảm ơn không thật tâm đâu anh ạ, anh tặng cho nó cái nữa đi. Người gì toàn da mà chứ, ôi thơm thế. Không mang được về khách sạn đâu. Em có phải em mang về khách sạn ăn đâu. Ăn đi, mọi người ăn đi, đừng mang về khách sạn. Hai hộp à? Ôi, nhiều gì. Cảm ơn anh Nhật, cảm ơn anh. Người. Trời ơi, còn thiếu một cái ô tô nó mới lên được tốt. Chia tay Nhật đi, khổ thế, bị thua kèo, mọi người đừng comment lung tung. Vâng, vâng, Lê Hương à? Nhật cứ hỏi. Đang phải ôm Cherry, đang ôm cái bịch Cherry, không buông ra được. Thank you Rickma. Mọi người follow em đi. Hello Rina Queen. Rina. Vâng ạ. Mày bảo mày chân dài cơ mà, xóa qua đây mà đi. Sao mọi người? Bây giờ đi đâu đây ạ? Bây giờ đi đâu đi chị?
thắp hương ạ. Có nhưng mà ít. Cho thắp hương khoảng bao nhiêu? Có khoảng 2 triệu thôi. Ê, triệu mấy thôi, thế cầm làm gì? Em không có cầm tiền mặt nhiều. Ừ, con béo đâu? Con taxi ra này. Ừ. Mọi người đừng yêu cầu BK, em chỉ lên like ngồi nói chuyện mọi người thôi. Đừng yêu cầu BK nhá. Mọi người. Ai anh đặt đâu? Lurin. Khi nào mua xong cho mẹ. Đặt ra chưa? Thì bạn đi về luôn đúng không? Ừ, bạn đi về mọi người đi. Ừ, thế thôi nhá. Ra Hà Nội nhé. Ừ. Bye bye nhá. Đấy, bây giờ anh Đạt đi về rồi. Để ngày mai anh kia phê đi. Anh Đạt đi về để ngày mai anh Đạt mọi người, đây là chồng mình nha mọi người. Đây là chồng mình nha. Chồng mình nha mọi người. Chị thương rồi. Hai lần. Bằng đấy đâu. Anh đeo khẩu trang, anh đeo khẩu trang là chồng Linh mọi người đấy. Có dây đen đúng không? Có dây đen đúng không? Có dây đen. Đây chồng trang. Đi đâu kìa? Chồng Linh đẹp trai mọi người. Chồng Linh đẹp trai không? Sao mà nóng đúng không? Hôi gì bà nội. Đồng chị đứng lên xin mọi người xem đẹp đôi không? Chồng của chị Linh, chồng của chị Linh. Rồi, quá đẹp đôi luôn. Chồng Linh à. Từ người ta đang chụp cái má, người ta đang đứng chụp sao? Mọi người thấy đẹp đôi. Đẹp đôi không? Đâu lương nó tắt like mà. Đây là chồng gương. Đấy mọi người thấy chưa? Ui ôi, chị Linh cao hơn luôn hả? Mà tối. Mà đầu luôn. Ủa. Hãy để cho mọi người. Từ từ nhá, ok. Nào, đấy, em chụp thêm một vài cái. Cái chân dung này nó hay bị lắc đấy, nên em phải chụp thêm. Mọi người ơi. Ờ, đúng rồi, tí chụp cho chị với Tuấn với. Nãy có ai mà chụp ảnh được chụp được Linh với cả chồng Linh thì gửi sang Zalo cho Linh nha mọi người. Anh Tuấn nhắm mắt rồi. À mở to lắm. Khổ lắm rồi nè. Tao cười. Nào. 1, 2. Nhưng mà đắm đấy. Thật sự thế nào? Chưa chị. Ê, nhưng em đi xe máy. À chưa. Vâng, em chạy xe máy qua đây. Chị cầm cho em đi. Đây, cầm đi. Chị Lân, nãy em thấy cái ông kia. Không, chồng ông đen hùi á, ông da đen á. Nhưng mà chị không thì thích anh kia chồng chị ở đây. Đấy. Anh vô tư rồi. Ủa rồi, đi lên xe, đi lên xe, đi lên xe luôn. Lại yêu xa rồi mọi người ơi. Lại yêu xa rồi. Lại yêu xa rồi. Bye bye chồng nha. Bye bye chồng. Bye bye. See you again. Chết rồi. Chồng tôi lại đi. Lại bay rồi. Chồng lại bay rồi. Lại bay sang bên biển rồi. Yêu xa khó lắm chồng ơi. Mọi người ạ, à, yêu xa khó lắm. Chị đấy. Nãy là mình chụp được ảnh với chồng mình rồi nha mọi người. Lát nữa mình sẽ đăng story. Nhưng mà nhìn chồng mình ở trong ấy, nó kiểu bị kém sắc hơn ở ngoài rất là nhiều ấy mọi người. Vừa gặp nhau được có khoảng độ 30 giây lại phải yêu xa. Là
lại phải yêu xa nữa rồi. Yêu xa khó lắm chồng ơi, nhưng lúc nhớ anh biên khơi cũng như khô cằn, đau lòng những lúc bên nhau. Đau lắm, có ai hiểu đâu, có ai hiểu cho nỗi đau này không? Gặp nhau được 30 giây rồi mà lại phải yêu xa. Mọi người ạ, ai chưa follow Hương thì mọi người follow Hương nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không có cam sau, cam siếc gì hết. Vào tay tôi thì không có cam sau nha. Yêu xa khó lắm người ơi. Bố bên nhà Hương có kiểm duyệt không? Bên nhà Hương có kiểm duyệt. Quỳ viện làm gì? Thằng em bên nên. Ôi thôi. Mấy ông từ từ đây. Nhớ chồng tôi quá. Ủa, ở chồng mới đi về. Em vừa gặp được chồng em được 30 giây mà em phải xa rồi. Chị có thấy thương em không? Đúng rồi, tắt căn mừng đi, đỡ phải yêu cầu trước với trả sau, mệt mỏi. Nóng quá. Nóng quá. Tao chưa chìm cháu luôn, ông đi đâu bé rồi. Đi về xong rồi. Ông đi về ăn cherry của ông rồi. Đi về ăn luôn, mà sợ lắm mọi người về lại hết. Cái này mai mình gặp anh Phương. Đây, đây là đồ của anh Phô nè. Gì đây? Này của anh Phô nè. Dạ, vâng ạ. Vâng. Yêu xa khó lắm người. Ơ, thank you. Trần Dung với cả người. Trần Dung thôi. Ok. Hương cao, mọi người nhìn Hương cao. Mọi người nhìn như người khổng lồ ấy. Hương này á. Thực sự thì Hương rất là cao. Cảm ơn, thank you. Đấy là chiều cao thực của Hương nha mọi người. Ở trên live nhìn Hương cao khoảng độ 1m7 nhưng mà ngoài đời thì Hương cao 1m8. Mọi người ạ. Trên live vẫn kém một ngoài đời 10 cm. Đẹp rồi, khổ. Mày hay đấy. Và ngoài đời Hương rất là xinh. Được cái cao 1m8. Được cái cao 1m8. Đứng ở dưới đây. Tân đứng là. Nên là ông nào mà muốn yêu Hương thì phải tầm 2m trở đi nha mọi người. Tầm 1m9, 2m thì hay tán mà dưới tầm đấy thì thôi, đừng có ấy nhá. Đây. Đấy. Cao không? Ấy trời. Từ nãy đến giờ chưa ai cao bằng Hương luôn. Anh nào phải tầm 1m9, 2m thì hãy yêu nha. Thấp hơn đi cùng hơi ngại. Rồi mà em thay áo hả? Ừ, thấp hơn mà nóng đi cùng em thề với chị vào. Có thật là nóng kinh khủng em luôn ấy. Trần em đi chơi. Khó chịu. Có thay áo không? Dạ. Có thay áo không? Không thay áo. Thay áo luôn. Thay áo em thay. Ôi, cao chưa? Sợi, quá cao. Mình cao 2m1 nha mọi người. Hương cao 1m8. Ơ, chị Thảo cũng về luôn ạ. Ừ, Thảo về nói chuyện với cả Tân Eo. Đi đâu chơi cũng vội vàng vàng về nói chuyện với Tân Eo. Góc đéo là trả số phải đặt góc đây. Mọi người, Linh cao 2m1 nha. Còn Hương cao 1m8. Đấy, tâm nào ông nào mà cao như Linh ý thì yêu Hương là vừa đẹp. Đấy, đúng rồi, đứng như thế này là vừa hôn này nè. Còn cao hơn hoặc là thấp hơn là không không đẹp đôi đâu. Con này giả, mỏi tay quá. Dạ. Hai con người đi đâu? Đấy, đứng nhìn nhau này. Siêu. Rồi thằng Lương nữa đâu. À đấy.
người ơi. Mọi người ai đang xem, mọi người chưa follow em, mọi người nhớ follow em nhá. Cho em được được cái gì nhỉ?